Ủa chị, em. Trời ơi, hôm qua tao nói giông gió quá à. Bữa nay coi nè, đá quá chừng luôn à. Trời ơi, mưa lớn mà, phải gió lớn thôi chứ làm sao. Mà mưa lớn quá. Đúng rồi, sập nhà rồi đó. Nhìn á, tao nói mưa quá chị không có ngủ được. Chết cha, sao vậy chị? Mắc cái gì mà cứ nơm nớp lo làm sao á. Sợ bên này em không biết có bề gì không. Sống một thân một mình mà người ốm yếu nữa. Lỡ mai mà trúng gió rồi chết được rồi không có ai mà đập cửa vô để nó thúi 7-8 ngày là mệt lắm đó. Lo dễ sợ nè, nhìn thấy không? Ngủ không được, mắt thâm quầng luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Chị tốt với em dễ sợ quá. Chị không những tốt bụng nha mà cái miệng kia nó cũng lành nữa. Thì đó, mà chị phúc hậu ai cũng nói. Nhưng mà chị đừng có lo cho em. Đêm qua mưa lớn ầm ầm vậy chứ em ngủ ngon lắm. Vậy em hả? Á thì em chỉ lo sợ làm sao đúng không? Tại vì chị một thân một mình, chị ở đây mới về nữa. Em điểm sao rồi, em ở đây mười mấy năm rồi, quen hết trơn rồi. Chị mới về đây lạ nước lạ cái, rồi lỡ mà cướp giật người ta không biết á chị, người ta vô đây người ta cướp á nghe. Trời ơi. Cướp hả? Ừ. Ghê vậy, khu này mà có cướp nữa hả? Có chị ơi, nhưng mà người quen người ta không cướp chứ người lạ người ta cướp á. Vậy hả? Ừ. Em chị nghe nói là cướp xong nó hay hiếp lắm đúng không? Đúng rồi, cướp là nó hay hiếp lắm. Nhưng mà nó nhìn cái tướng này nó quải chạy đậu lắm, chắc nó không hiếp đâu, nó cướp xong nó giết luôn đó chị. Ê, trời ơi ghê vậy. Ghê lắm, em lo cho chị thôi chứ em muốn lo cho em. Trời đất ơi vậy hả? Ừ. Vậy chị nghe cướp mà nó không hiếp chị mừng gì đâu. Sợ hơn, sợ lắm. Không sao, không sao đâu, có hàng xóm đây bởi vì chị la một cái là em ngủ luôn hả? À, gì kỳ? Em la một cái em chạy qua. Dạ. Mà nói nào ngay á, nói tôi cũng lo cho cô lắm đó nha. Tôi có sợ gì đâu á, người cô còn có chút ép à. Ốm yếu, đều quắc đều queo như vậy mà bệnh hoạn không biết sao. Chị em mình á mà ở sát nhà nhau vậy, hỗ trợ cho nhau mà thương nhau vậy, hiếm lắm nha chị. Thương lắm á, còn như em gái đó, đó. Nghe thương lắm á. Đâu chị đánh em vậy thôi là nó chị thương em rồi đó. 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 Đây à, em đừng có lo cho chị. Coi chị vậy chứ không sao đâu, chị là phụ nữ hiện đại mà. Đó, sống một thân một mình, quen rồi. Em á nha, biết không, chị là may mắn lắm chị mới sống được ở trong nước của mình á. Có nhiều người khổ lắm nha, phải sống trôi giạt nước ngoài kìa. Ồ, em thấy nhiều người đó tội nghiệp ghê luôn hả chị ha. Ờ. À, quên nữa, anh nói mới nhớ, bây giờ em chuẩn bị em đi chợ nè. Chị có mua gì không, mua giùm cho. Thôi khỏi khỏi, chị đâu có ăn nhiều đó, mập rồi. Ăn hạn chế là bớt. Trưa nay là chị hầm yến chị ăn rồi. Trời, chị ăn yến hả? Ừ. Trời thôi chết rồi chị ơi, đừng có ăn yến nhiều quá. Sao vậy? Ăn yến đẹp da mà tốt cho sức khỏe. Biết là đẹp da, tốt cho sức khỏe mà dành cho những cái người nào ốm ốm như em ăn yến thôi. Còn mấy người mà mập mập như chị mà ăn đồ bổ nhiều quá, nó đứt mạch máu não, nó đi hồi nào không hay luôn á chị. Làm gì có, em nói làm cho chị lo không mà không có đâu. Một ngày chị ăn 3 chén có bị gì đâu. Cái gì? Một ngày chị ăn 3 chén? 3 chén, một lần chị mua 1 ký chứ không phải mua 100 gram như người ta đâu. Trời ơi, bà chị của tôi, bà chị của tôi. Trời ơi, bà chị của tôi, bà chị nè. Em nói chị nghe nè. Sao? Ăn một ngày 3 chén yến á, ừ. Chừng yến giả đó nha chị. Yến á, một chén thôi là nó cũng có tác dụng rồi. Cái này một ngày chị ăn 3 chén mà chị ăn trong thời gian dài mà nó không có tác dụng gì hết là yến giả đó bà. Sao ông giả được, ông chén ông bán cho chị đó. Cái gì? Ông chén ông nói chị làm sao? Ông nói là yến nè, ăn là bồi bổ cơ thể, không cần ăn cái gì khác ngoài yến là đẹp da, vừa có nhiều vitamin, là rất là tốt. Thôi chị ơi, còn cái yến xào là cái nước miếng của con chim yến đúng không? Đúng rồi. Còn cái này ông chết ông bán, em nghĩ không phải là nước miếng con chim yến mà là nước miếng của con chim chim xe sẻ, là chim gì đó chị, nó có quý. Thôi kệ đi. Hoặc là nó làm bằng mũ chôm á, mũ chôm á. Mũ chôm nó giả làm yến cũng được á nghe. Kệ, mũ trôm cũng được. À, ta nói mũ trôm ăn nó cũng mát. Vậy thì thôi. Ủa, đi chợ hả? Dạ. Này tính nấu món gì vậy cô nương? Trời em ăn uống gì? Chị nhịn người em ăn uống nhiêu như vậy? Em định đi mua vàng. Tại em nghe nói là vàng sắp lên rồi, mình phải mua đón đầu vậy đó mà. Vậy hả? Dạ. Em hay đi mua vàng lắm hả? Trời ơi, đâu có hay đi đâu, thì chừng tháng mua chừng vài cây à. Tiền đâu mua nhiều. Trời ơi, thích vậy ta. Mà thôi chị ơi, em ơi, nói sao chứ chị thấy vàng đeo nó làm sao đâu á. Sao vậy? Chị đeo vàng không có được. Chị đeo vô cái nó ngứa ngáy, nó làm như cái dị ứng vậy đó. Cho nên là chị đeo toàn ngọc trai không nè, thấy không? Nè thấy không? Có đeo vàng đeo vô cái kỳ nó thấy nó quê chết hà. Chị nói làm sao chứ, ví dụ mình không có là thôi phải chịu. Chứ có vàng phải đeo chứ chị. Nhưng mà không sao, chị không đeo á thì chị làm cổ cũng được.
Thôi không có quen. Em nè, em đâu có đeo đâu nè, chị thấy không? Nhưng mà em làm cửa, em để cá sâu ở trong nhà vậy đó. Trời ơi, em mà đeo vô tao nói thím mười đó nghe. Chị thím mười nhưng mà có vàng có cửa cũng được chị. Nói nào ngay á, mua vàng á, mắc công cất em ơi, mua nè, ký là phải cất cả hộp vậy nè, chi cho nó cực vậy đúng không? Nào nói nào ngay rồi, xưa tới giờ, từ nhỏ tới lớn, không bao giờ chị mua vàng hết á. Vậy hả? Thỉnh thoảng thì đeo ngọc trai rồi hay là đeo cái một cái hộp gì đó vậy nè, nó giống như vậy thôi nè. Trời ơi. Đó, vậy thôi á. Gì bự như vậy? Đâu có bự, cái hộp này là nhỏ rồi đó, còn hộp bự hơn nữa đó cưng. Không, em không có cái hộp, em có cái tay chị, sao bự dữ vậy? Trời ơi, cái tay chết rồi, sao cái tay bự vậy? Cái tay người ta phải nõn nè, người ta phải vậy nè. Này nè, em nhìn đi. Rồi đi. Ồ, sao? Mẫm mỉm không? Ú nu ú nần đúng không? Mập quá. Không phải mập, mà là chị sướng lắm, chị không có làm cái gì đụng tới móng tay móng chân hết á, không có tập thể dục đó. Thí dụ tập thể dục nè, đó thấy không nè, sáng nào cũng quét sân nè, rồi giặt đồ rồi này kia nọ, cho nên cái tay ốm nhơm ốm nhách, xương không lồi gân. Còn cái tay chị là kha tay mà sung sướng, tay cũng mệnh phụ. Tay mệnh phụ hả? Ừ, vậy nãy giờ sáng giờ chị quét cái gì vậy chị? Mà tao nói cái hộp này đẹp không? Đẹp. Có hai hộp trên thế giới thôi nha cưng. Cái gì? Chị một hộp, ông vua Ả Rập Xê Út một hộp đó. Dạ. Rẻ lắm em, không có nhiều tiền hết á. Khoảng cái hộp này là mấy cara này ha, mua chừng mấy trăm triệu là đeo chơi được rồi. Gì chị với ông vua Ả Rập Xê Út có hai hộp thôi hả? Ôi, đó đẹp không? Khiếu của người ta là khiếu thẩm mỹ của ông vua cũng giận tệ ghê nha. Tệ cái gì hả? Hàng này là hàng lạ, lạ quá. Ê, trời ơi, chết rồi. Trời ơi, sao vậy? Nhiều chuyện quá đi chết hả? Nhiều chuyện nè. Ai chết? Em đi mua vòng qua. Nhiều chuyện nè, không có, chị chết nè. Trời ơi, chị chết là chết rồi chị. Có, chị hẹn với lại ảnh. Ồ vậy hả? Tính em nào? Bạn trai. Hả? Sáng. Ngày nào cũng vậy, phải chờ chị, chờ 15 phút chị mới tới, mình có giá mà đúng không? Chứ mình đừng bao giờ tới ngồi chờ ta, hiểu không? Chị đi nha. Tao nói anh lu bu lắm. Giám đốc mà cưng, không có thời gian nhiều như là nông dân của em đâu ha. Cho nên là chị đi nghe. Cái này điện thoại nó nghe. Để đi về chị hốt ha, chị đi nghe. Dạ chị đi nghe chị. Rồi chị đem cái bánh bao xíu mại về cho. Dạ bye bye chị. Bye bye trời em. Dễ thương gì đâu luôn á. Yeah. Mình ơi, khoe của gì đó, cái đó ghét. Ghét ai? Ghét tôi phải không? Ghét gì? Trời à. Nó ghét gì? Hay ghét ai? Thôi, đừng hỏi tới. Hỏi tới mất tâm đôi chối á. Ghét tôi hay ghét người ta? Ông không có ghét ông, mệt quá đi. Coi kìa. Gì? Trời, nắng mà coi bận đồ cái ghê gì trời. Trời ơi bà ơi, bà thấy nắng không? Nắng vậy tôi sợ nó hư da tôi á. Tôi phải ăn mặc vậy chứ tôi không biết nó nóng nữa chứ bộ. Vậy? Hư da hả? Ủa, bộ da ông còn chỗ nào để cho hư hả? Rồi nhắc tới nắng mới nhớ rùng mình quá. Tại vì bà khùng rồi. Tại vì đứng ngoài nắng nói chuyện rồi, đi vô nhà. Đi vô. Trời ơi, vô đây cho mát đi. Nói chuyện này dài lắm. Đi. Rồi sao? Hả? Gì? Hôm nay tới đây nhiều chuyện gì nữa? Trời ơi, bà tối ngày bà có nói nhiều chuyện mà. Bà hỏi hết cái xóm này đi. Bà hỏi nguyên cái xã luôn. Qua luôn cái xã khác nữa. Bà coi tôi có nhiều chuyện không? Tôi không bao giờ nhiều chuyện. Tôi xé nhiều chuyện rồi tôi ghét lắm luôn. Tôi đi xa ngàn cái số luôn. Cái gì? Ông ghét nhiều chuyện. Ừ. Vậy sao vợ chồng ta ly dị rồi có ông chồng nữa? Trời ơi, bà đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Tôi nói thiệt với bà, oan tôi lắm luôn á. Sở dĩ mà tôi bị cái vụ này đó không? Là tại vì tôi thương người, tôi tốt bụng mà tai họa tới với tôi. Là sao? Tôi nói với bà nghe là cái bữa đó không? Tôi lại nhà cái chỗ mà bà bán thuốc tây đó, cái chỗ mà y tế xã đó. Tôi định mua thuốc cầm tiêu quá. Trời ơi, không phải tiêu quá. Tiêu quá là người ta ăn đầy hơi mới bị tiêu quá. Còn tôi bị tiêu quá đúng không? Rối loạn tiêu quá. Không có phải. Tôi nói bà nghe, tôi uống sữa. Tôi uống sữa tươi cho cái da tôi nó đẹp. Người ta uống sữa tươi da đẹp. Tôi uống quá trời luôn. Cái đêm đó tôi bị thôi. Đã người ta ngăn ngay đó rồi. Cái me nói hoài thì bị tiêu quá. Bị cầm tiêu quá đúng không? Nó quỵt tẹt ra mới chịu hả cha? Bà này khó quá. Đó, được rồi, tôi mua thuốc cầm tiêu hóa được không? Đó rồi sao rồi tôi mới gặp bà Kiều. Bà Kiều bắt con vô y tế xã nữa. Bà bị rối loạn tiêu hóa luôn hả? Trời ơi, bị đi đâu phải, bà bị rối loạn khác, rối loạn phụ nữ.
bà vô bà khám phụ khoa đó. Cái gì? Bà kêu bà vô khám phụ khoa? Ừ. Ủa thì khám phụ khoa thì mắc mới gì vợ chồng tao đi vậy? Ủa tao nói cho cái chuyện nó dài lắm luôn á. Tao kể cho bà nghe 3-4 ngày không hết nữa. Mày kể vắn tắt thôi nha. Ờ. Đó, nó đầu đuôi tao kể không giữa thôi. Trời ơi, kể không giữa sao tôi hiểu? Tôi nói bà đó ha, cao người mà cái đầu bà lùn chút xíu à. Bà nghĩ thơ dễ sợ luôn. Tại sao? Thì nè, tại sao á, ổng có vợ bé. Ủa, ổng có vợ bé hả? Có vợ bé sao? Trời ơi, gì ghê vậy? Trời ơi, tôi nói với bà nghe, không có gì ghê chứ. Nhìn là biết liền luôn. Mà sao? Kể tôi nghe coi. Nè nè, tôi nói bà nghe bây giờ tại sao mà ổng có vợ bé. Tại sao? Thì bà bị bệnh rối loạn phụ nữ. Ừ. Thì cái vụ mà phụ vụ cho chồng không được. Rồi ổng mới buồn, ổng mới đi lang thang. À. Rồi bà ở nhà, bà mới buồn lại. Ừ. Bà buồn lại thì bà không có lo chu đáo cho chồng. Ừ. Thì từ chỗ đó ổng chán. Ổng chán ông bỏ đi nhậu. Bỏ đi nhậu cái bắt đầu mà hả nhậu đó hăng. Thì phải cần người cầu kế bên tâm sự. Tâm sự ngày này qua ngày nọ qua ngày kia. Giết rồi cái... Bây giờ bé, ngoại tình. Thấy không? Hay ha. Ừ. Ủa cái là ông suy nghĩ vậy hả? Ừ suy nghĩ vậy đó. Ủa khoan, ông suy nghĩ vậy mà sao mà người vợ chồng ta biết mà vợ chồng ta ly vậy? Trời ơi, bà không hiểu gì hết trơn trời á. Tôi là người không có nhiều chuyện. Ờ. Tôi chỉ đem cái tâm sự này tôi nói cho bà bạn tôi nghe, bạn thân nhất tôi mới nói nha. Ai bạn ông là ai? Bà Tám bán cá đó. Tối gì, 8-9 giờ tối tôi lợi tôi nói bà vậy đó nha. Mà sáng nguyên chợ biết hết luôn. Trời ơi. Đó, rồi tới tay chồng bà Kiều. Ừ. Cái chồng bà Kiều mới về đánh lộn với bà. Ừ. Đánh lộn bà kia ly dị. Ly dị cái tự nhiên mời tôi lên xã à. Trời ơi tôi sợ quá trời luôn. Tôi tưởng lên xã bắt tôi. Không ngờ trên xã là tốt lắm nha bà. Sao tốt? Họ biết tôi oan nó. Ừ. Họ đi hỏi lên trển, mời tôi lên trển, họ minh oan cho tôi đó bà. Minh quen hả? Ông hay quá, ông tâm sự đúng người quá rồi đó. Tâm sự bà Tám ăn cá, ông có biết bà Tám ăn cá hả? Bà có 8 cái Facebook không? Bà đăng một cái gì ta tút lên một cái là biết bao nhiêu người coi, biết không? Trời ơi, mẹ này bán cá mà chơi Facebook đi trời. Chứ sao? Ôi, đừng nhắc tôi mới nhớ nha. Tụi gì nữa? Tôi từ giả bơi luôn, từ đẹp tới tôi không chơi bà Tám nữa. Đừng chơi mấy người nhiều chuyện. Nhiều chuyện lắm, tôi ghét lắm. Ủa, khoan. Gì? Ủa, vậy là vợ chồng ta ly dị là không có liên quan không hả? Không có liên quan gì đâu. Thiệt không nè? Thiệt, trời ơi làm nhiều chuyện lắm vậy đó, có đâu liên quan gì đâu, tôi suy diễn thôi. Mà không ai tôi nói bà nghe nè, cái chuyện mà suy diễn đó phải có thiệt là không nói, cũng tội nghiệp ta lắm. Tôi suy nghĩ trợt. Á? À, gì? Ông suy nghĩ trợt? Trời ơi, tôi tưởng bà vô bà khám phụ khoa là cái vụ đó. Ờ. Ai vậy bà vô phòng phụ khoa đâu phải là cái vụ khám vụ đó. Chứ khám gì? Bà thăm đẻ. Trời ơi. Gì vậy? Dạ. Gì? Chủ nghĩ sao đi thăm đẻ mà đi suy diễn cái gì mà người ta khám phụ khoa là để vợ chồng nó quýnh lộn đi vậy luôn vậy? Ôi, bởi tôi mới suy diễn tôi mới ân hận. Suy diễn hay quá ha. Ông quan tâm người ta kiểu này có ngày giết người nghe ông. Làm gì giết người bà? Chứ có gì nữa. Ví dụ bây giờ mà ông gặp một người nào đó đi vô trong cái chấn thương chỉnh hình, vô bệnh viện chấn thương chỉnh hình coi, ông phải ông suy diễn ghê gớm người ta vô tù tội lao lý luôn không? Trời ơi bà nội đừng suy diễn nhiều hơn tôi nữa trời. Chứ còn gì nữa, bây giờ người ta vô chấn thương chỉnh hình, công nghĩ là người ta bị cưa chân, mà cưa chân thì đâu đi làm gì được đâu, không có việc làm có nghĩa là không nuôi con được, không cho con ăn học được, mà con không ăn học thì không có kiến thức, không có tri thức thì không có thành người được, cái trở thành cướp giật có phải là vô tù lao lý không? À, tôi phải không? Tôi suy nghĩ bà sao bà không đi hát bà? Gì hát? Trời gì? Ơi, bà tấu hài hay lắm á, tôi nói bà nói mà tôi chọt vô không được luôn á. Trời ơi chứ sao? Bây giờ tôi bức xúc ông quá mà. Thôi bỏ vụ đó đi, giờ nói chuyện hai đứa mình đi nha. Cái gì vậy? Gì bà? Trời ơi, hai đứa mình làm gì có chuyện mà nói. Không có, nhiều chuyện đó. Nhiều chuyện thì được, nhưng mà đứng rang bên dù sao cũng đàn ông á, ôm tôi đi. Bà con hàng xóm mà tôi dị nghị đó. Ghê, yeah. Trời ơi, làm ghê lắm vậy. Trời ơi, chín chen quá trời. Thôi má ơi, con thấy má là không muốn ói, sợ quá, đừng có nói. Thôi, bà đẹp quá. Không cần đẹp, nhưng mà tôi thích trai đẹp được không? Trời. Mở đi. Giờ nói chuyện mình nha. Rồi bữa nay qua đây buôn bán gì nữa, chào tiếp thị gì nữa. Trời ơi, đâu buôn bán gì đâu, bà muốn tôi muốn lợi tới gặp đó là buôn bán, gặp tới là buôn bán hay sao? Bán thuốc tiêu hóa hả? Không có, ghê quê quá. Tự nhiên là bán thuốc tiêu hóa, bà làm cho tôi đại lý thuốc tiêu hóa. Thấy tôi quen ai đại lý thuốc tiêu hóa vậy? Vậy sao? Tôi kiếm người. Kiếm ai? Kiếm người cái bên á, bà Son á. Ủa bà rồi? Bà đi ông giám đốc gì rồi? Trời đất ơi, mẹ này đi mà không cho người ta hay nữa, làm người ta lại nắng đâu luôn à. Nắng không? Nắng. Nắng không vô đây còn đứng ngoài nữa. Quên, trời ơi xíu chết rồi, da đen. Mà bán cái gì mà làm cái gì mà hấp tấp quá vậy? Bán thuốc ốm. Gì? Bà dặn thuốc ốm tôi á, giảm cân á. Chủ của mẹ nó mà cũng mời bà đặt giảm cân nữa hả? Ừ.
Vậy mà bà Đặt nói với tôi là nhà giàu rồi ăn ở không, cho nên là dư giả tiền bạc rồi dư giả cân rồi luôn, mập cho nó sang quyến rũ. Trời ơi, tưởng sao cũng mua thuốc ốm. Chứ bởi vậy. Ghét. Đúng rồi, trời, tôi nói thiệt với bà đó. Bà đó nha, bà dặn tôi rồi là thuốc ốm mà xịn. Tôi bắt buộc tôi mới lên Sài Gòn tôi kiếm gần chết luôn, có một tiệm bán thôi đó. Ghê vậy? Ừ. Bởi vậy tôi nói ông giúp bà làm chi không biết nữa. Trong khi hả bà gặp tôi nè, bà nói là từ cái dạo mà tôi với bà gây lộn với nhau mà do ông chọc ra chọc vô đó là bà ghét ông như cái gì vậy, cái mặt ông bà không dòm luôn. Là bị ghét tôi chứ gì nữa, bà nói với tôi vậy bộ. Xin lỗi bà đó, bà gặp tôi bà nói khác, bà gặp bà mà nói khác. Nói gì? Bà nói bà ghét bà. Cái gì? Bà nói bà không ưa bà nói xấu bà, tàn nhẫn như đạo, bà nghe bà nổ lỗ tai luôn. Tôi có gì đâu mà nói xấu tôi. Nói, trời ơi, con nhỏ gì đó, người ta mập mà sang đậu không? Nó ốm mà giống như con ma cây luôn. Nó cao giống như cái tre miễu. Rồi nó bỏ nó chung. Mà giống tôi. Ông, vui duyên quá đi, bà nói tôi vậy hả? Ừ, bà chửi bà. Ông mẹ này ha, ông mẹ này ha. Không có tay đâu sang. À quên. Ông mẹ này ha, trời ơi, trước mặt tôi thì nói khác, trước mặt ông thì nói khác ha. Bây giờ chọt ra chọt vô cho có chuyện vậy phải không? Được rồi, đợi bà về đi. Bà về tôi nói chuyện cho ra lẽ với bà nè. Tôi nói bà biết nghe, tôi có chịu trách nhiệm nha. Không đi học lại tôi chịu trách nhiệm mà. Bà muốn làm gì bà làm nha. Đừng tôi có tôi không cần ông chịu trách nhiệm luôn. Tôi quậy banh chành cái nhà bà luôn. Ừ, quậy bà đi, đừng quậy tôi. Không, lỡ bà hỏi ai nói thì tôi phải lôi ông vô chứ. Thôi, tôi đã nói với bà, thì tôi với bà thân nhau, tôi nói với bà thôi. Tôi không thích bà, đừng nói tôi không chạm, tôi không thích. Vậy chứ giờ sao? Cách nó dở lắm. Vậy chứ giờ cách nào? Tôi có cách này hay, thiệt là hay. Thiệt không? Chỉ tôi đi. Đừng nói cho bà nghe. Trời ơi, nói cái gì mà đâu đầy lỗ tai tôi vậy ông? Ướt nhẹp rồi nè. Trời ơi, biết người ta nói văn vậy, mua cái máng xối máng lên đi. Đâu có văn đâu chứ đâu có chảy. Trời chảy ơi, ơi. Lên này không à. Bây giờ nó lớn lên đi, có sao đâu, ở đây có ai đâu. Ui, nhà có vật vết có ai gì đó, người ta nói, người ta có tai gì đó, người ta nói. Bây giờ mình nói nó nhỏ thôi. Nhỏ hả? Rồi nghe kỹ nha. Đúng rồi ha, trời ơi, hay quá đi à. Thuốc ở đâu? Đúng đây tôi. Không được, làm vậy mất uy tín tôi hết. Trời, tôi hứa với bà rồi. Hứa cái gì mà hứa, bây giờ tôi mua gấp đôi được chưa? Bà biết không, cái thuốc này là không phải ở đây. Cái xã này mà cái một viên không có nữa. Thuốc là bệnh gửi về. Mà Sài Gòn chỉ có một chỗ bột, tôi tìm người chết tôi luôn. Tiền xe, tiền cổ, tiền đồ tính trong này hết trơn rồi. Tính với bà rồi. Mắc không? Mắc. Tôi mua gấp đôi. Gấp đôi thiệt không? Thiệt. Nể lắm mấy chị. Ừ. Mặc dù lắm. Ba. Gấp đôi thôi mời. Là bà làm mất uy tín chân giỏi à, nể lắm á nha. Ừ, nể bà lắm, tôi thương bà nhiều hơn thương bà, tôi ghét bà lắm. Cái bị bà tôi ghét luôn, bán cho bà rồi để bà mập mà chết đi. Mặc dù tôi không bao giờ tôi uống được cái thuốc này, phải mua. Ê, bà tôi quên nữa. Gì? Bà ốm nhôm nhắc bà mua thuốc này chi? Cho heo uống. Hả? Ôi, heo uống nó sẽ săn mỡ lại, nó còn thịt thôi tôi bán được tiền tôi. Ủa má nữa đát quá. Thì vậy nha. Ừ. Đừng có nói tôi là tôi đưa cho bà nha. Biết rồi. Ủa, cái chuyện này mình giấu kín lắm á nha. Biết rồi. Con mẹ mập kỳ này muốn đẹp hả? Còn phía dẫn chơi xíu. Trời ơi. Nè, trời ơi, bà đi đâu tôi kiếm bà sáng giờ qua quá trời vậy? Kiếm tôi làm chi? Kiếm bà để đưa thuốc cho giảm cân cho bà uống đó. Ủa, có rồi hả? Ừ. Đâu thuốc đâu? Đâu có đâu, còn đâu nữa hỏi. Vậy chứ đâu? Trời ơi, con mẹ lại mà lấy chơi cái trọi rồi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ? Không bán cho tôi mà tự nhiên đưa cho con lại là trời, sao? Bà mua gấp đôi tôi phải bán cho bà chứ sao? Ê, lãng rồi nha, đợt lộng rồi nha, cái này là không được rồi nha. Đã hứa bán cho tôi rồi à. Biết rồi, thôi để kỳ sau đi. Kỳ sau gì? Bà tôi nói cho bà nghe rồi bà là bà. Ủa nhưng mà cái con lại nó gầy trơ xương, nó mua thuốc giảm cân để làm gì? Nó mua bỏ ghét á. Vậy? Nó nói với tôi là nó bỏ ghét bà đó. Nó ghét, nó sợ bà mua thuốc đó là bà uống mà ốm lại, bà đẹp như nó sao?
Nó mua nó bỏ ghét luôn á. Cái con này ý đồ xấu xa ghê không. Nó mua để mà tôi khỏi uống thuốc giảm cân, để mà tôi tròn mập thù lưu, để nó nhìn nó cười đúng không, để thiên hạ nhìn vô người ta chọc đúng không? Chưa đâu bà nghe con này bà tức ói máu luôn nữa. Câu gì? Nó nói á, nó mua về đó, nó đâu có uống được đâu. Vậy mua gì? Tại nó ốm mà. Nó mua cho bầy heo đó. Nó uống, nó nói là cái bầy heo nó uống á, nó cho nó ốm lại, cho thịt săn lại, nó bán heo thịt á, nó có giá hơn là heo mỡ. Trời ơi, cái con này mất dạy thiệt. Anh chỉ bà là heo mỡ. Thì đó, nó nói tôi là heo đúng không? Cho nên là nó cái con này nó mất dạy thiệt, cái chưa từng thấy cái con này nó mất dạy được rồi tôi về. Ơi, ê, bà nói con nào mất dạy? Cái con lại. Lại sao bà chỉ tôi? Tôi tức quá mà. Được rồi, tôi đi kiếm nó, tôi giả vô mặt nó mới được. Đây. Cái gì vậy? Gì mà nói? Nè. Gì? Nó thiệt nó giỡn á? Nó nói thiệt mà. Thiệt hả? Ông điện thoại bà Chí coi. Bà Chí nào? Sớm á. Sớm hả? Tôi không quen với cha đó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông nè. Hồi hôm qua con Lai nó mới nói với tôi là nó nói xấu ông đủ thứ. Nó nói ông á là cái thằng ăn đằng sống đó, thằng chó. Nó cái thằng chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện trong nói ngoài là người xấu xa. Mà bữa nay đâu. Nó đi nói với ông là tôi vậy hả? Tôi nói cho bà nghe trước mặt bà nói vậy đó. Cái tôi với bà thân lắm. Thân sao? Nó thiệt đó, trời ơi, có gì cái hàng gì của tôi đó là tôi bán cho bà hết trơn. Rồi cái hàng gì của tôi bán cho bà hết trơn. Tôi thân bà hơn bà luôn. Nhưng mà bà là bà tin tưởng tôi lắm. Thân sao? Có là bà nói xấu bà thôi. Tôi có gì mà nói xấu tôi chứ? Bà nói bà già như cái cà đó. Quá. Bà tưởng tuổi mình ra tóc bạc nhăn da mà tưởng mình là hoa hậu. Thân hình cái tuổi là tuổi dậu nhưng mà thân hình là con voi. Rồi cái mà ba phé ba nơi mà tưởng mình thùng với sảnh. Bà nói gì cái bạc gì mà cảnh chó, bà chửi bà hả? Bà nội cha nó dám nói tôi vậy đó hả? Cái con này bữa nay tôi về tôi tát họng nó mới được. Ê, không có khó nha, tôi không biết quá nha. Nói tôi là đừng chơi với ông. Bữa nay tự nhiên đi nói xấu sau lưng người đẹp là sao? Bà đừng làm ồn nha, bà nói tôi chối liền luôn á, tôi không có điều kiện đâu. Ê, cha nội, đàn ông gì mà hèn vậy? Không phải hèn, mà tại tôi kỹ. Tại tôi làm ăn chung với bà, tôi kỹ chút vậy thôi, bà hiểu không? Làm ăn gì? Trời, cái con nó xấu xa như vậy còn làm ăn chung với nó để làm gì nữa? Ôi, thì cái mối làm ăn của người ta mà. Nhưng mà tôi thân với bà, tôi mới nói thôi nha, bà đừng làm ông sùm nha. Nói đi. Ừ. Làm ăn gì với nó? Tôi nói chuyện với bà nghe, có cái chuyện này nè, mà tôi giấu tôi không muốn nói cho bà nghe. Chuyện gì? Mà tôi nói bà nghe, bà đừng tự ái đi. Vô duyên rồi, nói đi mới biết chuyện gì mới tự ái chứ khùng. Tôi thân với bà, tôi mới nói thôi. Thì nói đi. Bà sắp đi đám cưới đâu đó đó. Bà đặt tôi 2 cái áo nha. Mà tôi lên Sài Gòn tôi lục, trời ơi, gáp Sài Gòn luôn. Mà cái hàng ở bển gửi về độc quyền có 2 cái thôi. Nguyên cái tỉnh này không bao giờ có cái thứ 2, 3 đâu. Nó đi đám cưới với tôi. Biết rồi, nó nói nó ăn mặc vậy đó không? Để nó chơi bà đó, tại bà mập lu luôn. Cái là bà không có mặc đồ đẹp, còn nó có 2 cái bộ đồ đẹp. Nó lướt bà đó. Ý là nó muốn dìm hàng tôi chứ gì? Chứ gì nữa? Được rồi, cái con này ghê thiệt á, nhỏ nhỏ con mà ớn thiệt ha. Được rồi, bây giờ vậy nè, 2 cái áo đó đâu? Đưa tôi coi. Trời, tôi đi đường đem theo chi bà? Đưa đây tôi coi, giờ ông bán nó nhiều tôi mua lại gấp đôi luôn. Đâu có làm gì được đâu, cái mối làm ăn người ta. Trời, tôi nói cho bà nghe, tôi không thể nào làm gì được. Tôi hứa với ai là tôi phải lo tròn người đó à. Hứa hay quá ha. Bà trả tôi gấp đôi tôi cũng không bán đâu. Thôi gấp 3. Bây giờ này ông đã hứa ông bán thuốc giảm cân cho tôi mà ông lấy ông bán cho nó, thì bây giờ áo của nó ông lấy ông bán cho tôi là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà bà mua rồi mà bà không vừa sao? Không vừa tôi lót cho chó nó nằm. Làm gì có sao được. Bà đặt cảnh với bà hả? Nói nghe nè. Hả? Cái gì? Tôi có cách tày đây. Sao? Dễ thương lắm. Mà không có phiền hai người luôn. Cách gì nói nhanh đi. Đây này, nói cho bà nghe nha. Tôi không có ai nữa. Nè. Thôi. Trời ơi. Cái gì vậy má? Trời ơi. Cái tật cái này nói chuyện là văng nước vô trọng đầy hết nè. Mà không chịu che cái tay gì hết nè. Gớm à. Tại cái mỏ tôi nó nhọn thành nó văng vô lắm. Nó là bạn coi. Che tay lại. Mà che tay sao bà nghe? Khổ ghê. Tôi cách âm cho bà nghe. Tôi cách âm nè. Nó văng đúng nha. Cái hổi kèn rồi đó. Trời ơi, công nhận nha. Ông là mua cao kế độc ghê đó. Nè, nhưng mà bà làm được rồi. Bà đừng có nói tôi nha, tôi chối đó nha. Được rồi, cảm ơn nha. Tôi làm được thì tôi tức quá. Trời ơi, đầu tóc mượn. Mượn đó mà mượn. Từ tóc ít cho nên là tôi phải gắn thêm nè, hiểu chưa? Nhưng mà tôi tức được rồi, cái con này được rồi. Tôi đi về nha, tôi đi về. Cái này coi ai dìm hàng ai cho biết. Nè. Bí
bí mật nghe. Biết rồi, nhưng mà cấp ba nghe, trả cái tiền cấp ba nghe. Được rồi, đem qua nhà tôi trả cấp ba. Biết rồi. Con này, cái gì sẽ chết với bà. Hai con này dễ dụ dễ sợ luôn đó. Chỉ nói vài câu đổ chút xíu mà thôi thôi. Bán hai cái giá ca, hai cái áo cao thì ai dễ sợ luôn đó nha. Cạnh tranh đi hai em. Hai em cứ tự nhiên cạnh tranh đi. Cạnh tranh càng nhiều chị khỏe. Chị mới đi làm tóc về hả? Ôi trời đất ơi, nó kìa, thấy ghét chưa? Sao biết chị làm tóc hay vậy? Trời ơi, nó mượt rước vậy đó à. Trời ơi, con ruồi. Rùi đâu? Không sao, sao chị? Nó trợt chân, nó té rồi, tóc mượt quá mà chị. Em nhờ chị ghét em lắm á, để ý chị dễ sợ vậy đó. Nhưng mà chị thích. Thế đó. Chị là quan tâm chị đó. Đó, chị em là quan tâm hết trơn á. Em biết hôn lớn tuổi rồi, cho nên là cuối tuần là chị phải đi hấp dầu vậy đó. Trời hèn gì á, chị trẻ hơn 10 tuổi luôn á chị Soan. Cảm ơn em khen. Mà em dễ sợ lắm nha, chị bới y chang như mọi bữa mà biết chị hấp dầu ghê. Trời ơi, em quan tâm đó chị mà. Vậy hả? Ủa? Dạ, chị thấy em khác hả? Ờ ha, nhìn thấy lạ lạ nha. Chị cũng tinh tế ghê, chị cũng quan tâm với em dễ sống sợ. Chị thương em lắm á, chị cưng lắm. Trời đó, vậy là biết cưng rồi đó nha. Đi đâu về? Cắt khác nha. Đi đâu về cưng? Em đi massage. Bởi vậy đi massage về, cái tự nhiên cái tinh thần nó sảng khoái dễ sợ luôn á chị. Vậy hả? Dạ. À, nó nghe. Chị á nha là thân tình lắm. Sao chị? Hàng xóm láng giềng mà chị coi em như là em gái của chị vậy đó. Em biết mà. Cho nên là chị góp ý nha, góp ý nhẹ thôi. Đừng có đi massage nữa. Ủa sao vậy chị? Bởi vì tốn tiền vô bổ chứ làm được cái gì. Đó, em nhìn đi, nè em nhìn đi, đưa mặt coi. Hả? Đó, thấy không? Cũng đẹp gái như ai vậy. Nguyên cái xóm này á là em đẹp nhưng mà em chỉ thua chị thôi. Trời ơi, công nhận chị tế nhị ghê. Đúng không? Nhưng mà khối đứa nó ganh tị với em. Dạ. Đi massage làm gì cho tốn tiền. Em để dành tiền massage đó, người ta đi bồi dưỡng kiến thức văn hóa đi. Ủa bồi dưỡng kiến thức là sao chị? Là đi học. Học cái gì? Học đủ thứ. Cái gì có là mình đi học. Đó. Thời trang của mấy bà mà có tiền bây giờ là vậy đó. Ta nói học tùm lum hết. Học mà thẩm mỹ nè. Học nấu ăn nè. Rồi học đào tạo giải trí cái gì đó. Ta nói có cái gì có là học hết. Vậy mới là sành điệu. Thiệt vậy hả chị? Học đi. Học đi cưng. Học. Học đi cái ta nể mình lắm. Mặc dù mình không hiểu cái gì hết. Kệ nó, không thành vấn đề. Miễn có học là được. Trời thích ghê vậy đó. Ủa mà chị có học gì không? Trời. Hỏi bằng thừa. Sao lại không? Ủa vậy hả? Chị học gì vậy? Suy luận. Suy luận là sao? Cao cấp quá không hiểu đúng không? Không hiểu. Nó trí tuệ lắm, suy luận mà phải trí tuệ lắm mới học được, phải thông minh như chị mới học được. Vậy hả chị? Dạ. Chị đi học suy luận ha. Để chị thử cho em coi nha. Mình suy luận cái từ cái này qua cái khác hả? Từ suy luận từ cái này qua cái khác, từ cái nọ qua cái kia. Nói chung là từ cái nhỏ mình suy luận thành một cái lớn. Trời ơi, sao nó thú vị quá à. Thú vị lắm. Chị thí dụ cho em coi. Dạ, dạ. Thí dụ nha, để chị hỏi em câu này nha. Nhà em á, có nuôi cái con gì mà ăn lúa không? Có, nguyên bài vịt luôn á. Thấy chưa, chị nói hay không? Em nuôi vịt là nó ăn lúa đúng không? Đúng rồi. Suy luận ra là nhà em có ruộng đúng không? Trời ơi, có không, một mẫu hai lận. Hay không, dạ. Chị đâu cần bói đâu đúng không? Suy luận tiếp nè, từ có một mẫu hai ruộng đúng không? Là suy luận ra là em có cái nhà đúng không? Trời ơi, em nể chị quá à. Trời, chị suy luận hay ghê vậy đó. Trời ơi, sát bên nhà em mà biết em có cái nhà luôn. Vậy mới hay. Trời, ghê. Đó, nghe tiếp là cưng chưa có hay đâu nè. Chuẩn bị nổi da gà nè. Giơ tay lên coi da gà nổi nè. Dạ, nha. Dạ. Từ suy luận từ có cái nhà. Dạ. Ra là em có bạn trai đúng không? Trời ơi. Trời ơi, lông nó dựng ngược lên luôn rồi chị. Trời ơi, da gà nó nổi cục cục luôn kìa ông nội ơi. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, hay quá cái này mà sao biết hay vậy? Chưa, đâu cần đi coi bói toán gì tốn tiền, thấy không? Trời ơi,
rồi đó. Tiếp nè, tiếp nè, nghe nè, nghe cái là xỉu cái đùng liền nè. Trời ơi, em chuẩn bị em dựa nha, dịnh chị đi. Dạ. Từ chị suy luận là em có bạn trai rồi đúng không? Dạ. Nói lớn ta nghe ta ganh tị. Dạ. Đó là em á không có bị đồng tính luyến ái. Thấy không? Xỉu liền không? Trời em nể chị quá. Hay quá không cưng. Nể dễ sao nể luôn. Trời ơi cái nghệ thuật nó nằm ở chỗ này nè. Cái nghệ thuật nó nằm ở đây nè. Trí tuệ không? Hay quá, trí tuệ quá. À, trời ơi. Xuất sắc quá, bây giờ ngưỡng mộ chị quá. Bây giờ thôi, em rồi, mừng chị lên bàn thờ, em thờ chị luôn chứ thiệt á. Thôi đừng có thờ chị, chưa có chết. Trời ơi, mà ý em nói là cái lòng ngưỡng mộ của em nó tột đỉnh rồi đó chị. Ngưỡng mộ quá thôi, người bái chị làm sư phụ được rồi, đừng có thờ. Vậy á mà hai chị em mình thân nhau vậy mà ông chết á. Ông cứ nói ra nó vô làm cho hai chị em mình cứ xào xáo nhau hoài ha. Nhắc con cha đó chị mới nhớ, con cha thấy ghét lắm. Thôi bây giờ em nghĩ vậy nè. Sao? Cái hàng rào này nè, mình dỡ luôn đi chị. Khoan đã. Trước khi dỡ hàng rào chị hỏi em nè. Sao? Có muốn đi học không? Học à, thôi, đừng đi. Ở nhà chị dạy cho nha. Ủa chị dạy em được hả? Được. Ủa thích quá. Ừ, dạy đừng có đi học nha, để chị dạy gì. Chị đi học ở chỗ khác, chị đóng tiền chị đi học chỗ khác. Chị đem về chị dạy cái em, chị không có lấy tiền. Trời, hiểu không? Chị thương em như thương em. Lắm thương lắm á. Thương thương miếng coi. Thương quá à. Vậy bây giờ chờ cho em thử suy luận nha. Được không mất cưng? Trời ơi thì phải thử mới biết chứ chị. Thử coi. À sao? Nhà chị có nuôi vịt không? Không. Không có nuôi vịt hả? Không. Vậy là chị bị đồng tính luyến ái. Ông trời ơi, giả cái miệng cho tét cái miệng này ra quá à. Ủa? Nghĩ sao tôi đồng tính luyến ái vậy trời. Trời tôi mê trai như tinh vậy mà. Ủa đâu có, nãy chị suy luận là vậy là em có nuôi vịt đó là em không bị đồng tính luyến ái. Thì bây giờ chị không có nuôi vịt là chị bị đồng tính luyến ái. Trời đất ơi, bà mẹ nó suy luận. Xin lỗi. Trời ơi, người văn hóa chị ơi. Quên, chị có, người ta cười vô bản mặt chị đó. Chị có đi học, chị là người trí tuệ. Đúng quên. Rồi. Trời ơi, em suy luận kiểu đó là chết chị rồi. Lại ơi, giờ ai mà không nuôi vịt là bị đồng tính luyến ái hết hả bà? Ủa, thôi được rồi, khổ quá, không được. Để bữa nào chị dạy cho cái lớp suy luận căn bản. Dạ. Rồi từ đó em mới suy lên là cao cấp. Hiểu không? Dạ. Từ từ mai mốt em lấy bằng thạc sĩ rồi nào cũng hay á. Trời, tự này mà thành thạc sĩ không hả chị? Chị sắp rồi. Trời vậy hả? Ừ. Trời đơn giản chứ đang dở cái thằng. Trời chị ơi, bây giờ em mê chị quá. Tháo bỏ hàng rào liền cho em. Tháo đi. Hàng rào liền cho em. Ở khoan đã, đi chợ muối gì đó. Có cho tôi ăn không đây? Trời ơi, cháu dịch. Gì? Mới vừa nhắc dịch, khi là có dịch liền vậy đó hả? Ý, trời chị nghĩ sao vậy? Một chút nữa em bưng tô cháo rồi chị ăn lấy Thảo nha. Thôi bưng chi, để chị qua chị ăn. Tự nhiên em kính trọng chị, em bưng tới họng cho chị, kỳ quá. Chị người lớn mà em phải bưng qua. Nhưng mà làm vậy chứ. Hả, làm vậy thì tự nhiên thấy em tôn trọng chị quá à. Em ngưỡng mộ chị quá, chị kỳ á. Nhưng mà chị thích à, chị thích rồi, bưng qua nghe. Dạ, dạ bưng. Nhớ lấy cái đùi nghe. Trời ơi, hai cái cũng không được. Dạ hai cái. Dạ thích quá à. Quên khoan. Trời gì ơi, nữa? Ta nói trời ơi, sao muốn tháo hàng rào khó ghê. Từ từ, trước sau gì chị em mình cũng tháo mà. Hàng xóm láng giềng thương nhau thấy màu cổ vậy đó. Nè, chị á là tính đem qua nhà em. Đó, vậy mà em vừa đi chợ về cái tự nhiên đứng này nói chuyện luôn hà nè. Cái gì biết không? Gì vậy? Trời ơi. Đẹp không? Trời cái đẹp. Gì không? Vài bữa nữa đó là chị em mình đi ăn đám cưới chung đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nè chị tặng em đó. Hả? Chị tặng em hả? Mai hai cái giống hệt nhau. Hai chị em mình bận đi cái đi đám cưới, cái vừa bước vô cái tao nói ô hai chị em như hai giọt nước kìa. Trời ơi thích ghê á, như hai giọt luôn. Còn một giọt cà phê, giọt sữa. Thích dễ sợ. Tặng em đó. Cảm nhớ ơn bận nha. Đi đám cưới nha. Dạ em sẽ bận mà chị. Thôi bây giờ mình tháo hàng rào đi cho người ta chét hơn trả lợi đây, mà chị mà thấy mặt trả chị chửi té tát luôn á. Trời ơi khỏi, chị cần chị chửi em chửi rồi. Chửi rồi hả? Bữa kìa gặp ổng ngoài chợ, ông đó ông nhiều chuyện với em nữa chị. Vậy hả? Trời em chửi hả, chửi mà nhục mặt, cái mặt mà ngốc lên không nổi luôn. Trời, xong rồi bỏ quá. Chạy mất dép luôn chị. Dép còn nhà em kìa. Gì hả? Em gặp chả ngoài chợ mà. Sao dép ở trong nhà? Chạy mất dép ở ngoài chợ, xong rồi em mới lấy đôi dép ngoài chợ em đem về nhà em cất chứ bỏ uổng. Trời ơi, chứ đời nào trốn vô nhà. Trời ơi chị hả, gặp chị táp vô miệng, chị tét cái miệng ra tới đây rồi, cái mỏ cái nhọn quá mà nhiều chuyện lắm. Thôi bây giờ chị em mình
phá bỏ cái hàng rào ngăn cách tình nghĩa đôi mình đi ha. Dạ, đi qua lại với chị bỏ liền cho chứ em có tình làng nghĩa sao. Đây đây lấy ra để đó. Lại để lại để lại để lại một chút để đây luôn hả? Chơi đi cưng. Trời ơi đi trời ơi thương quá. Trời ơi hên dễ sợ luôn á. Không ngờ qua đây gặp luôn cả hai bà luôn, hên ghê luôn nha. Phải nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết nhiều. Trời ơi nhìn cái mặt thì ghét rồi mà cứ gặp hoài qua đây chi đây. Giờ còn giận người ta hả? Trời sao không thọc mạch cái gì nữa. Thôi mà đừng có giận nữa, hôm đó bà cũng hai bà đánh tôi là bầm đầu bể đít cho còn gì nữa. Vậy cho chừa. Rồi sao tính qua đây có gì không hả? Có việc này mới qua đây nè. Việc gì? Đừng có giận nha. Không có nhà nhiếc gì hết trơn trời ơi đó, ghét không đồ đàn ông nhiều chuyện. Hết nhiều chuyện rồi, thứ mỏ nhọn. Thôi mà đừng nói gì tự ái người ta mà. Hôm nay có cái này nè, tôi nói cho hai bà nghe nè, đem hai cái này ra bà phái đường luôn, bá cháy bùi chét luôn. Nè hai bà mà mặc cái này đó nha, trời đất ơi, nguyên con trai xóm này nó lết luôn á, đồ đẹp không à, đó còn phát sinh đó nha. Nghĩ sao vậy? Bận vô vậy mấy thằng liệt nó theo hả? Lết nè, cái ghê trời đó. Ôi cái này nè, cái này của em nè, thấy rồi đẹp quá. Trời ơi quá đẹp, thấy rồi hơn. Mặt mát lắm luôn. Xin lỗi nha. Cái gì vậy? Xin lỗi nha. Chị, sao vậy? Bị lung lai hả? Không có dễ dụ đâu nha, đừng nằm mơ, đem về đi. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Đi không về. Không thèm. Không thèm thì thèm. Xì. Trời ơi. Gì đâu? Nát mặt người ta. Như là cái mặt của mấy người đó, không có biết đồ fashion của Sáu này đâu. Xin ra. Chỉ có bà này thôi à. Rồi nói nghe nè. Gì đó trời ơi. Tôi nói cho bà nghe nha, bà bự con phải không? Ủa tôi bự con, tôi cũng đâu có ăn hết của ông. Nín đi chưa nói hết. Bự con mà sang, trời ơi bà trắng trẻo nè, bà sang là cái tướng bà gì nè, thấy không? Bà mặc ba cái bộ đồ này nè, đẹp lắm, không phải như con mẹ kia. Con mẹ kia ốm như ma cây vậy đó. Đứng hình như cái đàn cây luôn à. Đó, đồ này bà không thử là uổng lắm đó nha. Nè, đó, bộ đồ này của bà. Đẹp hả, đẹp không? Ủa, bà mặc bộ đồ này tôi bảo đảm luôn. Mấy người già này không lết hết tụi con bà luôn. Trời ơi, mà cái chắc ăn là thẹp. Đẹp đúng không? Bà thử đi, bà không thử thì tiếc lắm luôn á. Thề đi, thề tôi bận đẹp đi. Bà không đẹp á, tôi cho tôi. Trời đánh ông hả? Ê, bà ơi, sợ luôn. Chị chỉ lên trên. Lúc này mưa hoài à. Tôi bà nó láo cho ông táo. Đậu nồi cơm đi. Vậy hả? Ừ, bà không mặc uổng lắm nha. Đi vô thử cái. Vô. À. Cái gì á? Gì? Lập trường ở đâu, tại sao không dẫn hả? Coi chừng địch tấn công mình, tình làng nghĩa xóm. Xin lỗi nha. Xin lỗi mấy người nha. Đừng có hòng rồi nha. Có đâu có cửa với chị đâu nha. Chị đã nói rồi, không có xíu gì tới mấy người hết á. Tính lung lạc ý chí chị hả? Trời ơi, cha này ghê lắm á. Xém nữa là chị ngã nghiêng chứ chả rồi, em thấy sao? Không? Sao? Đi gớm không? Sao? Không thèm hả? Không thèm thì thôi. Ủa? Thèm gì ghê vậy? Trời ơi, định lấy thịt đè người hả? Trời, mặt cỡ bà đó, bự cỡ bà tôi vẫn chửi là tôi chửi nha. Trong miệng hổn tôi nha. Sao? Sao là sao? Giờ có muốn tôi chửi không? Chửi đi. Tôi mà chửi hả là ông ra ma luôn á. Trời, tôi chửi mà ra quỷ luôn á, bà chửi đi. Xin lỗi tôi. Cái mỏ này đâu có sợ con mỏ nào. Chửi lắm. Con này cũng chọn thằng nào đâu. Thì chửi này đâu nè, chửi không? Chửi nó chị sao? Chửi đúng không? Chửi. Chửi mà không có chửi bình thường. Chửi phải có sách vở nó mới sợ. Đúng rồi. Chửi vợ sợ. Xin lỗi hả? Chọc tới bà hả? Nè. Gì vậy? Đặt hả? Bây giờ sao? Mày tính trù hả? Trù tao hả? Bây giờ tao trù nè. Trù ơi. Tao trù cho cả nhà mày nghe. Ừ. Ăn cá hóc xương, ra đường xe đụng, gặp dũng té dũng, gặp ao té ao, sập rào tróc máu, đẻ toàn con gái, cây trái đầy sâu, ăn cầu bỏng miệng, rớt giếng lọt sông, cả dòng ngu dốt, ngủ đêm mũi đốt, sáng dậy con mèo nó cào, chửi cha thằng nào, chọc bà nội đó hả? Hả mày? Trời hả? Ơi, chửi người ta là lỡ cho người ta không à? Đẻ toàn con gái bây giờ hả? Bước ra đường là triệu phú không? Đẻ đi, bà đê mà đẻ được mới ghê. Nghe mà chửi nè. Chết rồi. Trời ơi, chửi mà không thuộc tuồng giết chết. Đây, hiện đại mới gì. Nó bây giờ chửi bằng iPad không? Chửi cái gì? Đó. Trời ơi, sang quá. Kệ nó. Lừa đảo người ta mua được cái iPad nè. Nè, đau trên mạng về chửi mới ghê nè. Đó, từ cái đau trên mạng về. Nè, nghe chửi nhẹ thôi. Đồ đàn bà, độc ác.
lớn tuổi không chồng mắt, lương miệng rộng, sanh con nói ngọng, đẻ cháu đau ban, trai thấy chạy dài, gái thấy cũng sợ, cầm ly à ly à dở, cầm à chén à chén à rơi, đi chơi xe ủi, cả nhà thui thủi cùi hủi đầy thân, không cứ ai đến gần đầu làng cuối ngõ, chuyện nhà không tỏ chỗ mỏ tung tăng, ăn chết đến dung khắp dùng, biết tiếng nó đủ tao là tao giả vô mặt cái đồ quỷ, đồ quỷ, đồ quỷ mập. Bà mẹ trời đất ơi, cái thằng mỏ nhọn nó chửi tôi kìa. Xin lỗi mày nha, từ nãy giờ mày chửi tao không nghe rõ được cái gì hết, nhưng mà tao vẫn tức. Tao tức lắm ha. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao dòng dõi nhà tao là con rồng cháu tiên hả mày? Mày nghĩ sao mày là dân con dung con dế mày dám mạ lị chị hết cưng hả? Dung dế. Nói nữa là uống lưỡi nha mày. Dung dế là gì? Như vậy dung dế hả? Trời ơi, dòng con rồng cháu tiên. Bà là túng là tiên ở trên trời mà tiên chưa bất giới á. Cái đâu? Miễn sao tỏ trên trời thôi. Trời đất ơi, tao là dòng dõi quý tộc nè, gia đình tao vinh hiển nè, chứ không phải là dân ngu khu đen như mày. Ê, sao biết tao khu đen? Có coi không biết? Nhìn cái mặt là biết cái khu rồi. Coi đi. Trời ơi. Từ nãy giờ con nhận nha, em đứng ở đây mẹ mở mang tầm nhìn dễ sợ luôn. Có vẻ đây không có bao giờ là thưởng thức đưa đồ fashion của sáu hết trơn á. Gì nữa? Okay. Ba đồ si đa lên đây. Thấy mẹ đó không? Thấy. Cái tướng như tivi, làm sao mặc đồ đẹp được? Cái tivi này nè, ha, cái tivi đó đó. Để sao em ta là kéo lên cái thành cái tivi coi đá banh đá luôn đó trời. Chỉ có bà thôi. Cái tướng bà nè, trời ơi, mảnh mai nè, như người mẫu luôn đó trời. Bà mà mặc cái áo này tôi đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp đó. Chứ sao, bởi vì tôi nói á, nguyên một cái vùng này á, chỉ có cái thân hình của tôi mới tôn lên được những cái bộ đồ đẹp của chứ ông sao? Thôi. Chứ thương lắm. Lấy đi. Bán rẻ thôi. Thôi mà hàng xóm với nhau tôi làm như ngại lắm. Bà lấy đi, tôi bán mà ốp 50% của shop luôn. Cái gì? Bà lấy đi, ví dụ đó bán 1 triệu toán 500 ngàn thôi. Thiệt không? Thiệt, đồ đẹp lắm mà. Lấy giảm đi. Giá phải không? Giảm giá tôi chơi rồi nha. Quên thay đi, quên thay. Sao? Tấm gương trước mắt không thấy hả cưng? Đừng có để quân địch lung lay ý chí chứ. Sớm diện mà. Quên. Cha này nè ha, ông nghe ghê gớm quá nghe chưa, ông gạ bên này không được, bây giờ ông gạ tôi hả? Nè, tôi nói cho biết nha, con này không có ngu đâu nghe chưa? Chửi đó. Không ngu thì sao? Tôi không có mua. Đúng không mua. Ê, bà nghe tôi chửi bà kia là bà chưa nghe tôi chửi bà, cái bà cái lỗ tai bà là thích lắm phải không? Cái gì? Bà muốn tôi chửi bà nữa không? Trời ơi, mày hù tao hả? Ừ. Tao mày chửi tao thử coi. Ê mày, khỏi thử mày. Mày khỏi cần thử luôn là tao đã chửi mày trước rồi mày. Mày chửi tao nghe Thư ơi, đó, chửi nghe Thư. Trời ơi, nó thách em cái gì vậy? Thử nói cho chị. Đây nè, hai người đầu tư quá, người iPad rượu, người lấy sách vở ra. Đây nè, tôi đầu tư hơn nè. Tôi chỉ cần mở lên tôi chửi là tôi không cần mở cái miệng tôi luôn nè. Trời ơi, em hay quá. Đàn ông mẻo lả thế ghê. Tổ cha thằng khốn dám phê phán bà. Qua sân bà đơm chổi cha, vô nhà bà quét ra là chổi rơm. Cả dòng cả họ đói cơm, ra đường xách đớp mang đơm đi ăn mày. Trời mưa xuống ruộng gãi cài, mùa khô nhà cháy bãi ngày thành tro. Bệnh thù bụng bự đích to, mặt vàng môi tím mau lo quan tài. Người gì mà giống hệt quái thai, tướng đi như dịch hàng hai hàng. Ngồi lê đôi mắt cấp làng, xuống xa mà lại mơ màng tiếng Nga. Chọc bà nổi giận chửi cha, thằng nào có tức nhảy ra biết liền. Chớ đừng đứng đó xỏ xiên, mà đụng cho tới ra viên mà cộng trầu. Hay không? Chị thấy em hay không chị? Hay quá, em đầu tư quá. Đầu tư. Trời ơi, làm như ca sĩ nhép miệng la bét, nhép giận lắm. Ủa, mắc cười quá, sao ca sĩ có quyền lép xin, bữa tôi chửi lộn nhưng có quyền lép xin hả trời. Thôi, nói chuyện với mấy người nhiều mệt lắm. Mấy người không có phước hưởng ba cái vụ này thì thôi, tôi không cần bán cho mấy người, thiếu gì người mua. Trời ơi, đem về rụt dùng phòng rác đi, không ai mua mấy cái đồ đó. Ai thèm. Trời ơi, mấy bà nói vậy nha. Từ nay là đường ai đấy bước nha. Come on. Đi. Nhất là cái bà này nè. Sao tôi sao hả? Giờ muốn chửi nữa đúng không? Đường bà đi, đường tôi đi. Lãng, vô duyên. Nhưng mà này là vô duyên con. Trước khi đi, xin yêu cầu. Yêu cầu gì? Trả lại hai cái áo bà đi. Áo gì hả? Trời ơi. Đi về đi. Để tôi đứng ở giữa tôi nói chuyện. Đi về đi. Không, tôi nói chuyện, tôi không nói tức lắm. Đi về. Hai cái áo rồi cho tặng bà tặng bà hai cái áo đúng không? Ủa, hai áo đêm cưới đúng không? Cái áo gì? Đúng rồi, bà biểu tôi may hai ba cái đồ dởm, hai cái áo dởm cho bà đi đám cưới, bà đi ngang bà là một cái té bà xỉu, bà đánh cái té rất rẻ, bà mang nhục bà lòi tùm lum cái mang nhục, thấy không? Trời đất ơi, cái thằng này nó đơm đặc kìa, nó bốc lửa bỏ tay người cái ông nội ơi. Đó, bà lấy hai cái áo ra coi thử rồi, để hai áo coi thử rồi.
Trời chị Xoan là... lại nghe chị nói nè. Nói cái gì nữa, tôi thiệt á, tôi không ngờ có người chị hiểm độc như vậy ha. Chị nghĩ thì sao, chị định hại tôi giữa đám đông như vậy hả? Tôi mất mặt rồi sao chị? Đó. Trời ơi, chị tình chị em chị hả chị? Chị em ngon ngọt quá mà. Coi ngờ chồng của con, cái này là ta gọi là cái gì nè? Khẩu xà tâm Phật, phải không? À không, khẩu Phật tâm xà. Cái đồ rắn đó. Khẩu xà tâm xà. Đúng rồi, khẩu xà tâm xà. Cái đồ toàn rắn. Rắn không đoạn. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện đó là nó có chuyện gì quá rồi, nhiều quá rồi ở chân á. Nhưng mà trời, nó cũng có chuyện qua đừng có chuyện lại. Là sao? Là sao có gì đâu. Hôm qua nè, bà nhớ không, bà kêu tôi lại nhà bà đó. Bà bày mưu tôi đó. Đó, tôi giờ bà mưu bà bà đừng có nói. Để tôi nói bà nghe. Để nó nói chuyện nghe. Để là bày mưu tôi lấy thuốc mà là thuốc và sổ á, bỏ vô đồ ăn cho bà ăn. Bỏ đồ bà ăn cái bà ăn vô cái bà trúng á, cái bà đốn giao thừa sớm. Ở nhà không đi đâu được hết á. Trời ơi. Thằng nhớ không? Đó. Đặt cái rác bà kêu tôi á. Bà có tiếng kêu của bà đó. Bà cứ chạy về đi, tôi bỏ quên rồi nhé nha bà. Trời ơi, Lài ơi Lài. Tôi không ngờ lòng dạ của hiểm độc xấu xa vậy ha. Hèn chi hồi nãy rồi nấu cháo vịt đem qua nhà cho tôi ăn là con bỏ vô cho tôi ăn đúng không? Để tôi nói giao thừa đúng không? Trời, sao tôi ác dữ vậy? Hả? Sao tôi ác dữ vậy Lài? Đó. Ủa vừa với chị hả? Vừa vậy? Cô hại tôi vậy? Hại gì? Chị cũng có làm nhục tôi giữa mọi người đó làm sao? Nhưng mà cô làm như vậy là chết người, cô biết không? Chết cái gì? Ủa là bụng thôi mà. Rồi bắt nó bông thôi mà, nó có gì chết. Trời ơi, cô nói gì được. Rồi cô nói vậy rồi làm gì tôi hả? Uổng công tôi quá, thấy không bà con làng xóm, uổng công tôi chưa? Vậy? Uổng công tôi xé rào để cho chị em qua lại đó. Bây giờ nó lòi cái mặt chuột ra rồi nè, thấy không? Cái gì? Cái mặt tôi mặt chuột hả chị hả? Còn cái mặt chị mặt chơi. Trời ơi, chị làm gì đẹp lắm vậy hả? Bây giờ cái tôi nói là cái hàng rào bích lại đi. Bích đi. Mà có hàng xóm gì hả? Bích đi. Khoan, bích đi nè. Cái gì nữa? Khoan qua đây. Trước khi hai người bích hàng rào, phải trả tiền cho tôi. Tiền gì? Tại vì tiền thuốc tôi mua bỏ vô cho bà đều uống đau bụng. Còn cái tiền bà nữa, trả tiền quần áo cho tôi. Muốn trả tiền phải không? Tiền nè. Ủa? Cái gì?